có condomly bãi của Pioneer 8008 hôm nay mới nói luôn là loại này cửa hàng rất nhiều anh em nhé, nhưng mà cứ bán xong thì con này mới lại lôi con kia ra để vệ sinh. Thì hôm nay tiện đang vệ sinh đây thì anh em nào tôi quay luôn là cái chai mà cửa hàng hay dùng để vệ sinh xịt và chiết áp của âm ly hoặc là bên trong nội thất, là cái chai X5 này anh em nhé. Cái chai này nó sẽ tốt hơn chai RP7, VP7 thì nó tẩy mạnh hơn nên không bao giờ dám xịt vào những cái chiết áp này, bởi nó sẽ làm hỏng. Cái chai này thì nó chuẩn hơn. Đây, một con âm ly bãi đây. Nếu tôi chưa xịt vào thì nó bám bụi vào rất nhiều anh em này. Xịt vào thì nó đẩy những cái chỗ bụi này đi, đây những chỗ nào xịt được mạnh mà thì nó đẩy ra chỗ khác. Xịt cho nó vệ sinh được đến đâu thì vệ sinh thôi anh em ạ, bởi vì cái chất này không phải là chất tẩy rửa mà chất này là chất kiểu chống han gì một chút đấy, nhẹ. Thì lúc gãy chưa xịt thì những chỗ này trông nó bẩn lắm. Đấy, xịt qua thì nó, mục đích tôi xịt để cho cái bụi này nó mềm ra để mình dễ lau chùi bên trong. Chứ bụi nó bám vào sản phẩm lý bãi này, những cái bụi mịn nó nhỏ nó cũng khá nhiều. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chỗ nào xịt được phát là nó trắng chỗ đấy ra. Cái bây mình lấy chổi mình miết được sạch chỗ nào thì hay chỗ đó thôi. Chứ còn để mà không còn tí bụi nào bên trong thì hơi khó. Trừ khi là mình tháo hết tụ, tháo hết nguồn ra xong khi đó thì mình lau chùi. Nhưng như cái đó thì nó không cần thiết, bởi vì âm thanh quan trọng là độ zin của tụ, của nguồn, của sò. Cũng như là khi anh em hoạt động nó trơn tru. Đó. Lúc ấy nó không được ngon như này đâu anh em ạ. Lúc ấy bụi nó bám vào đây trông nó, xịt vào đây thì trông nó kiểu nó lở cái bụi ra ấy, thì nó mới trắng thế này này. Đó. Chứ bình thường là nó cứ bẩn bẩn đen đen như chỗ này. Đó. Tôi xịt vào thì để cho cái bụi nó mềm ra, xong mình mới lấy chổi nhỏ mình quét vào. Quét được đến đâu thì hay đến đó thôi. Đó, một con đơn vị. Thì tiện đây, nếu anh em nào mà có đi xịt thì mua cái chai X5 này đặt trên mạng nó có anh em nhá. Đó. Để mình xịt vào cho nó vệ sinh âm ly. Bởi vì xịt cái chai RV7 thì nó tẩy mạnh thì nó sẽ hỏng cái chiết áp. Hỏng chiết áp thì vặn nó không có tác dụng. Bởi vì nó là cái chở nó tiếp xúc với nhau thì nó truyền dẫn. Chứ mình không thể làm nó sạch bóng ra được anh em nhá. Làm nó sạch bóng thì nó mất độ tiếp xúc. Thì tôi cũng không phải là người sửa đồ âm ly. Những cái gì tôi biết đơn giản thì tôi chia sẻ anh em. Còn tôi không chuyên về sửa đồ nên mình những cái sâu xa hơn mình sẽ không biết được về điện tử. Mình chỉ là người bán thôi và trải nghiệm âm thanh. Đó, thì hôm nay quay qua đoạn bình thường nó phải bẩn như này anh em nhá. Bởi vì nó cái nắp tre mà, cái nắp tre nó như thế này thì bụi nó hứng vào thì nó phải bẩn. Nên là sản phẩm âm thanh bãi thì quan trọng nguồn tụ sò phải zin. Hoặc kể cả trường hợp mà nó cháy thì mình phải thay đúng cái sò thì là vẫn là chuyện ok. Như có nào nói vậy. Đấy, con này tôi chuẩn bị vệ sinh sau thì sau khi test rồi sẽ lên sóng mời anh em xem. Pioneer 8008 mắc đôi. Và đợt này cũng để giá cực tốt cho anh em.